Hướng dẫn sử dụng máy tạo oxy 3 lít trên phút Kaneko DO2-3E. Trước tiên, các bạn đổ nước sạch vào bình tạo ẩm, sao cho mực nước ở giữa hai vạch min và max. Lưu ý, bình tạo ẩm có một ống dạng vòi sen, các bạn cần làm sạch nếu như ống này bị bẩn. Sau đó, các bạn đậy nắp bình tạo ẩm và để vào vị trí của nó ở trên máy. Tiếp theo, các bạn cắm một đầu ống vào bình tạo ẩm, đầu còn lại cắm vào máy. Sau đó, các bạn cắm điện và bật máy lên. Điều chỉnh lưu lượng oxy phù hợp với nhu cầu của người bệnh, nhưng vạch lưu lượng oxy chỉ để tối đa ở mức số 3. Để sử dụng oxy cho người bệnh, các bạn cắm một đầu dây oxy vào bình tạo ẩm và đầu còn lại có hình cáng cua, các bạn đặt vào mũi người bệnh. Sau đó, các bạn quàng dây oxy qua tai để giữ cho dây oxy không bị rơi. Khi máy hoạt động bình thường, đèn power và normal sẽ bật sáng. Khi máy gặp sự cố, đèn alarm sẽ bật sáng và có chuông cảnh báo. Trên màn hình hiển thị tổng thời gian máy chạy và thời gian hẹn giờ. Các bạn hẹn giờ bằng cách ấn nút tham cộng để tăng thời gian hẹn giờ và ấn nút tham trừ để giảm thời gian hẹn giờ. Có thể hẹn giờ tối đa là 239 phút. Khi hết thời gian hẹn giờ thì máy sẽ tự động tắt. Nếu các bạn muốn máy chạy liên tục thì không sử dụng chức năng hẹn giờ. Trong quá trình sử dụng, các bạn cần làm sạch các tấm lọc của máy từ 1 đến 3 tháng nếu như các tấm lọc này bị bụi bẩn, bao gồm tấm lọc ở trong hộp chắn bụi và tấm lọc ở bên cạnh máy. Các bạn tháo tấm lọc ra và làm vệ sinh sạch sẽ để khô, sau đó các bạn lại đặt lại vị trí của nó ở trong máy. Máy tạo oxy 3 lít trên phút Kaneko DO2-3E có thiết kế nhỏ nhắn, màu sắc trang nhã, có tay đẩy và 4 bánh xe phía dưới giúp cho việc di chuyển được dễ dàng. Lưu ý khi cần di chuyển máy đi xa hoặc mang máy đi bảo dưỡng sửa chữa, các bạn tắt máy, rút điện và tháo dây oxy rồi đổ hết nước ở bình tạo ẩm trước khi mang máy đi.